tìm nơi ban đầu. Người bỏ đi ở phía sau với tất cả nỗi sầu. Người đừng lo nghĩ thế này, vì lòng em sẽ che không đi. Dù yêu thương thật còn, hãy vẫn xin em nói một lời. Đang tham gia chương trình buổi hòa nhạc hôm nay, chúng ta sẽ giải tán 5 đồng. 5 đồng em.